sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Tiêu trước kiếm sau, tư tưởng manh nha từ thế hệ 7X, quen thuộc với thế hệ 8X và trở thành thói quen của thế hệ 9X. Không biết quản lý tài chính, bạn thua. Tiền làm ra để tiêu mà, chứ có phải để cất đi đâu. Kệ đi, cứ ăn chơi rồi mình lại kiếm, đời là mấy. Chính cái tư tưởng ấy nó đã lừa không biết bao nhiêu thế hệ phải rơi vào cái bẫy đi làm chỉ để kiếm tiền trả nợ. Tôi mới chia sẻ với các bạn một đoạn hội thoại như sau giữa tôi và bạn Ninh. Alo, mày à? Ừ, tao đây. Ở ngoài kia có mấy cửa hàng mua sắm mới khai trương đẹp lắm. Mày rảnh không? Tao với mày cùng đi xem. Ừ, hay đấy, đi luôn. Gì chứ, hàng mới là phải triển ngay. Vậy thống nhất chiều đi nhá. Được ngay. Ừ, nhưng mày ơi, tao đang hết tiền tiêu rồi. Nợ cũ còn chưa trả xong. Cứ đi đi, khổ quá, tao cho vay. Đời là mấy, cứ tiêu đi rồi đi làm trả sau. Ừ, thì đi. Bạn có thấy hình bóng của mình đâu đó thấp thoáng qua đoạn hội thoại này không? Bạn chắc cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh tương tự chứ. Nhưng vì lý do nào đó, bạn sẵn sàng vượt lên trên tất cả những khó khăn mình đang có để sở hữu một món đồ mới, một đôi giày mới, một bộ quần áo mới. Và rồi sau đó bạn lại phải còng lưng ra đi cày để trả nợ. Nhiều khi tôi tự nhủ rằng 15 hay 25 tuổi nếu có ý nghĩ như thế còn có thể chấp nhận được. Nhưng giả dụ nếu bạn 35 tuổi mà bạn vẫn cố chấp với lối nghĩ như thế thì cuộc đời bạn sẽ trôi dạt về đâu? Bạn có thể bỏ qua chính bản thân mình trong danh sách của sự quan tâm. Thế còn bố mẹ bạn, vợ con bạn, chẳng lẽ bạn cũng để họ phải chịu ảnh hưởng từ chính cách sống cố hữu như thế vốn ăn sâu vào trong tiềm thức của bạn ư? Sự cố hữu ăn sâu vào trong tiềm thức. Rất khó để lý giải tại sao rằng cái tư tưởng tiêu trước kiếm sau ấy lại được đóng đinh một cách chắc chắn đến thế qua nhiều thế hệ. Mơn trớn từ thế hệ 7X, quen thuộc với thế hệ 8X và trở thành thói quen với thế hệ 9X. Chỉ biết được rằng hiện nay đó dường như đã trở thành cái lý do chính đáng để biện hộ cho rất nhiều người vốn dĩ đang có thói quen tiêu xài một cách không kiểm soát. Ở họ, không có sự chuẩn bị cho ngày mai, không có khái niệm nào cho tương lai. Với họ, sống đơn giản là được thưởng thức hết tất cả những gì mà mình có thể chi trả, là được trải nghiệm nhiều cái lạ mà xu hướng hiện tại sản sinh ra. Chỉ cần thế là đủ. Tích lũy nguyên liệu để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài phía trước ư? Khái niệm ấy xa xôi quá. Nhiều khi tôi cũng tự nhủ rằng 15 hay 25 nếu có ý nghĩ như thế còn có thể chấp nhận được. Nhưng giả dụ nếu như bạn 35 tuổi và bạn vẫn cố chấp với lối nghĩ như thế thì cuộc đời bạn sẽ trôi dạt về đâu? Bạn có thể bỏ qua chính mình trong danh sách của sự quan tâm. Thế nhưng còn bố mẹ bạn và vợ con bạn nữa chứ. Chẳng lẽ bạn cũng phải để họ chịu ảnh hưởng từ chính cái cách sống cố hữu như thế vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bạn ư? Tương lai nào cho những tư tưởng đó? Một ngày so với quãng đời hiện tại của bạn vốn chẳng là gì. Nhưng mỗi ngày nhỏ ấy sẽ tích góp để hình thành nên chính bạn trong tương lai. Nếu như bạn là một người chu toàn, biết tính toán và cân đối nguồn tài chính của mình thì bạn của 5 đến 10 năm sau nó sẽ rất khác bạn của hình thái hiện tại. Thử nghĩ mà xem, chúng ta đều là những người đi làm. Cơ sao có những người rất nhàn nhã để hưởng thụ cuộc sống này, còn bạn thì hết năm này qua năm khác, tối ngày bị rơi vào vòng xoáy vay trả. Nói không mệt mỏi tức là bạn đang dối mình. Có một suy nghĩ rất tai hại, đó là coi việc vay trả ấy là hiển nhiên. Nó trở thành điểm tựa vững chắc để củng cố niềm tin cho bạn rằng mình còn trẻ, mình làm thế là chuyện quá đỗi bình thường. Và đương nhiên, thành quả mà bạn nhận được qua những tư tưởng đó chính là sự mệt mỏi đến nghẹt thở khi ngày ngày phải nghĩ cách trả nợ. Những sản phẩm bạn yêu thích ở trong tủ kia sẽ tỷ lệ thuận với đống hóa đơn bạn phải thanh toán. Niềm vui trong cuộc sống sẽ là điều xa xỉ khi bạn chỉ biết trích hết quỹ thời gian cá nhân để tăng ca. Thử hỏi, cái giá đó liệu có đáng không? Học cách quản lý tài chính, đường tắt nhanh nhất giúp bạn thay đổi được mình. Tôi biết, sẽ rất khó để bạn có thể thay đổi được một thói quen vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bạn. Việc thay đổi không thể trong một sớm một chiều là có thể mang lại kết quả ngay, mà bạn cần phải thực hiện một cách kiên trì, đều đặn mới có thể mang đến những tín hiệu tích cực. Thay vì bạn dành hết số tiền được hàng tháng của mình cho quỹ ăn chơi, bạn hãy chia nhỏ chúng ra thành nhiều quỹ khác nhau.
Và sau đây là công thức quản lý tài chính sọ cái lọ, công thức nổi tiếng khắp thế giới được rất nhiều người thành công đã áp dụng. Bạn cũng hãy thử tham khảo nhé. Công thức quản lý tài chính sọ cái lọ. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị 6 cái lọ, có thể là két sắt hay tài khoản ngân hàng gì đó chẳng hạn. Với cái lọ có tên là chức năng nhất định. Mỗi khi có tiền như lương, thưởng, lợi nhuận bán hàng hoặc bất kể nguồn thu nhập nào, hãy chia khoản tiền này vào ngay 6 cái lọ. Việc này là cần làm ngay, tạo thành thói quen. Lọ thứ nhất, quỹ tự do tài chính, FFS 10%. Mục đích của quỹ này, bạn có thể tạo ra được cuộc sống như bạn muốn, không phụ thuộc vào người khác. Bạn chỉ được dùng quỹ này để đầu tư và tạo ra thu nhập thụ động. Càng nhiều tiền làm việc cho bạn, bạn sẽ càng ít phải làm việc hơn. Không bao giờ được sử dụng nguồn này cho việc khác. Lọ thứ hai, quỹ tiết kiệm dài hạn, LTSS 10%. Sử dụng quỹ tiết kiệm dài hạn để thực hiện những ước mơ của bạn. Điều quan trọng không phải là bạn làm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn phải giữ được bao nhiêu tiền. Quỹ này được sử dụng để xây dựng ước mơ, không phải là tiết kiệm cho lúc khó khăn. Hãy nhớ lấy điều đó nhé. Lọ thứ ba, quỹ giáo dục ngắn hạn Edu 10%. Bạn cần quỹ Edu này để rèn luyện phát triển bản thân mỗi ngày. Đầu tư tốt nhất là đầu tư vào việc học. Tầm vóc của bạn càng lớn, bạn càng hấp dẫn được những thứ lớn. Cho dù đó là tiền tài, danh vọng hay hạnh phúc, bạn dùng cái quỹ này để mua sách, đọc sách để phát triển bản thân mỗi ngày, tham gia các khóa học, đào tạo, diễn thuyết hay gặp gỡ, giao lưu để học hỏi từ những người thành công. Lọ thứ tư, quỹ nhu cầu thiết yếu NEC 55%. Quỹ NEC này giúp cho bạn đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống. Bạn dùng quỹ này để ăn uống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, mua sắm và các chi phí khác. Xin lưu ý rằng nếu hiện tại quỹ NEC của bạn ở mức trên 80% thu nhập, bạn cần tăng cường thêm nguồn thu nhập hay cắt giảm chi phí để đạt được tự do tài chính. Lọ thứ 5, quỹ hưởng thụ, Play 10%. Tác dụng của lọ này là để cho bạn tự thưởng cho bản thân, và chỉ có bạn được hưởng thụ tiền của mình kiếm ra thì bạn sẽ có nhiều động lực hơn nữa để kiếm thêm nhiều tiền. Hãy tự thưởng cho bản thân những món quà mà bạn yêu thích. Đó có thể là một chiếc áo mới, một buổi ăn uống, tụ tập cùng bạn bè, người thân, đi du lịch hay xem một bộ phim ở rạp chẳng hạn. Lọ thứ 6, quỹ cho đi, Give 5%. Cái lọ này để giúp bạn thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống. Cuộc sống còn là sẻ chia, bạn cho đi để nhận lại nhiều hơn. Bạn dùng cái lọ này để làm từ thiện, giúp đỡ người thân, gia đình, bè bạn. Và vừa rồi là một số phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để cải thiện tình hình tài chính hiện tại của mình. Thực sự nếu như không biết cách quản lý tài chính, cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi rơi vào thế bị động, tụt dốc. Và mong rằng bạn sẽ là người chi tiêu thông minh, hiệu quả. Phạm Ngọc Anh, theo Trí Đức Trẻ, CafeBiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.